Hello, good morning, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là buổi sáng, tôi sẽ đưa các bạn đến với thành phố Tam Điệp qua một góc màn hình của kênh YouTube của tôi. Đây, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình. Xung quanh, tại sao gọi là Tam Điệp? Vì rất nhiều núi. Đấy, các bạn nhìn, xung quanh chỉ là núi. Đó, và thành phố cũng đang trên đà phát triển. Do đó các bạn nhìn này, xung quanh đây khu vực của tôi là một phường của thành phố, nhưng mà rất nhiều những nhà cao tầng này, những nhà hàng, khách sạn xung quanh rất là nhiều. Tôi sẽ đưa đi các bạn tham quan vòng quanh thành phố một vòng, sau đó là tôi xin giới thiệu với các bạn là bông hồng ngoại mà tôi ghép trên cây hồng leo như giới thiệu của video trước. Nó đến ngày hôm nay có lẽ phải đến 2 tuần rồi này, mà bây giờ nó mới tàn này các bạn này. Đấy, cho nên là cái hoa hồng ngoại này, nó cái sức bền của nó rất là lâu. Đấy, các bạn, 2 tuần mà nhìn hoa xa xa ra là chúng ta cũng có thể vẫn có nhìn thấy hình bóng của những cánh hoa hồng ngoại. Và một tác phẩm đặc sắc nhất của sáng hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là tác phẩm mà tôi gọi là tác phẩm Một Ông Hai Bà. Tại sao lại gọi là Một Ông Hai Bà? Vì xin giới thiệu với các bạn, đây là một ông hồng leo, gốc hồng leo. Và tôi đã ghép hoa hồng bạch, hai bà hồng bạch lên trên ông hồng leo này. Cho nên gọi đây là tác phẩm Một Ông Hai Bà là lý do ạ. Đây là ông, đây là cô hồng bạch này. Đây là cái cô cổ Hải Phòng này. Cô cổ Hải Phòng, cô ấy nở trên, cô sinh nở trên ông hồng leo này, nên là bông của ông đang hơi bé, vì có lẽ là ông YouTube này, ông Trump còn đang hơi thấp. Như các bạn nhìn thấy nha, đó, nó là một tác phẩm tuyệt vời luôn này. Đó, Một Ông Hai Bà, xin giới thiệu quý vị các bạn, đây là tác phẩm Một Ông Hai Bà. Đó, các bạn nhìn nào, mới hiện tại là đang có rất nhiều nụ hồng bạch và có chỉ có hai bông hồng cổ Hải Phòng đang nở, nhưng vì dinh dưỡng của cái cây này nó còn đang bé ít, cho nên là nó bông của nó rất bé. Và các bạn nhìn ở phía dưới đây, một cái chậu rất là bé này, tôi trồng trên sân thượng rất là bé, nhưng tôi đã trồng vào đây được 4-5 cây mùng tơi gì đó. Thì các bạn chỉ cần hình dung này. Đấy, vừa chơi hoa này, nhưng mà các bạn nhìn cái chậu mùng tơi này của tôi ấy, nếu mà có hai lạng cua nữa thì cũng chấm hết luôn. Còn gì tuyệt vời bằng khi chúng ta có 5 kg đất cộng với lại một cái chậu, chúng ta vừa có hoa để chơi này, chúng ta vừa có canh để ăn này. Đấy, tuyệt vời chưa các bạn? Đấy, lý do vì sao người ta làm vườn sân thượng là lý do vậy. Vừa có oxy, rau sạch, cây xanh. Và các bạn thấy đấy, tại sao tôi chưa không lập chống nóng cái mái này của tôi? Vì ý tưởng của tôi là tôi sẽ phủ xanh cái vườn sân thượng này bằng cây xanh. Đó, thì cái cây xanh của chúng ta nó sẽ vừa cung cấp cho chúng ta cái sự sảng khoái, cái giá trị kinh tế, mà nó lại mang đến giá trị tinh thần này. Xong là nó lại còn làm mát cái mái sân thượng này nữa, thì còn gì tuyệt vời hơn các bạn nhỉ. Vì vậy cho nên các bạn xem kênh YouTube của mình, nếu cảm thấy nó thực sự có ích, hãy chia sẻ cho anh em bạn bè. Và đừng quên ấn cho mình một nút đăng ký ở phía dưới video. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý xem video của mình. Xin một lần nữa tạm biệt các bạn.